Oh, xin chào tất cả anh em. Vào một buổi tối thật là đẹp trời, không có mưa. Mình mới chở khách thả ở ngoài cách nhà mình khoảng tầm 25-30 cây. Giờ rảnh rỗi bấm máy quay là một cái video lái xe chiêu chiêu vào buổi tối. Đấy, nhiều anh em kêu thích mình quay mấy cái video lái xe vào buổi tối, giống như là vừa lái xe vừa nói chuyện cho vui đi ha. Rồi ok, tiếp tục video lái xe. Thật sự là video này thì về cơ bản thì nó cũng vô tri lắm anh em, nó cũng chả có cái gì gọi là thật sự gọi là ghê gớm đâu, không có chuyên môn, không, nó nhảm nó khùng nhiều lắm, nên là mình chạy xe mình lái xe thôi. Nhiều khi gặp gì nói đó, còn không thì cứ lái xe bình thường ha. Thì thôi, lái xe vào buổi tối. Đây, đang lái xe vào một buổi tối. Rồi, cứ tèn tèn đi về thôi nha anh em. Định mua ly cà phê uống mà đêm uống cà phê nó có sai, nó có lật lật gì không em? Anh em. À, chỗ này đang ở thành phố Long Khánh nha anh em. Mình đang ở ngoài thành phố Long Khánh. Giờ lái xe chủ yếu là lái xe chiêu chiêu vào buổi tối nè, quay mấy cái góc lái buổi tối nè. Còn về xe cộ thì nói nhiều rồi, không biết nói sao. Video mình quay lên thì đa phần là những video liên quan về xe hoặc là những vlog hàng ngày. Và quay những video dạng kiểu lái xe này thì mình buổi tối thôi nè. Lâu lâu quay những video này để cho anh em xem cái góc lái xe vào buổi tối thôi ha. Về nói về một chút thì chiếc xe được mua được hơn 1 năm rồi nha anh em. Chạy được hơn 1 năm rồi và tình trạng thì hoạt động thì nó vẫn khá là ổn. Và đi hơn 1 năm thì chạy được 43.000 cây thôi. Chạy hoài vậy đấy, vẫn 40 mấy ngàn cây. Tại vì mình đâu có kèo xe nhiều đâu nè. Không có kèo xe nhiều thì đâm ra là xe số km chạy ít lắm. Đa số là có mấy kèo xe hoa thì chạy gần gần là xong rồi. Có kèo xe hoa chạy gần gần cái là hết đã, không chạy nữa. Tại vì xe của mình dạng 4 chỗ, mà 4 chỗ thì chỉ có đi gần thôi. Hoặc là kèo xe hoa. Anh xe 5 chỗ nha anh em, trong giấy tờ là đăng kiểm là 5 chỗ. Còn những dòng xe 7 chỗ thì đi tour, đi xa, chở người ta đi du lịch nhiều thì số km nó phải nhiều. Còn xe của mình cơ bản cũng 74, nó dạng như 5 chỗ rồi. Sedan thì chạy hơn 1 năm thì cũng gọi là ế kèo á, thì cũng không có được nhiều kèo nên là chạy có 40 mấy ngàn cây thôi. Lái xe vào buổi tối thì chiêu chiêu thôi. Cái lái quay mấy cái góc lái này chủ yếu là cắt mấy cái video này ra để đăng top top, đăng TikTok chơi thôi. TikTok của mình là Phạm Linh TV. Anh em nào hãy theo dõi mình là biết ha. Lên theo dõi kênh top top của mình cho vui. Rồi giờ là mình giờ mình thì cứ tàn tàn đi tàn tàn về ha, đi tàn tàn đi tàn tàn. Quay video thì cũng chủ yếu là lái xe vậy thôi nha anh em nhé. Anh em có thể cảm nhận cái khoang nội thất giống như là cái khoang là góc lái xe của mình nè. Đó, thì anh em xem, anh em coi những cái góc này là góc lái xe của mình kiểu chiêu chiêu vậy thôi. Thì có gì quay đó nhé anh em nhé, có gì quay đó. Chắc là mình về ở ngay chỗ mình sẽ làm một đá một ly cà phê về ăn cơm, thế ngồi nhâm ly nhâm nhi ly cà phê. nhâm nhi ly cà phê tối vui vui vậy thôi. Mình thì cũng nói nhiều video rồi, đa số xoay quanh những cái nghề xe dịch vụ thì nói nhiều cũng nhàm ha, thôi kệ. Còn về nội dung thì mình lại giờ dạo này mình lại thích quay những cái video đi du lịch nhá. Giờ tự nhiên nếu mà có kèo được tự mình đi luôn á, rồi mình quay những video góc chiêu chiêu này kia á, là thích vậy á. Chứ còn bây giờ mà để chờ mà có những video kèo chở khách đi xa xa thì hơi lâu, không biết khi nào mới có. Mà nhiều khi quay video mà ngồi trên xe quay mấy góc lái xe này riết nó bị cái gọi là giống như anh em hiểu gì không, giống như bị khùng rồi, giống như là tự nhiên độc thoại nội tâm, tự nhiên ngồi đó giống như mình đang ngồi tự nói chuyện này, tự nói chuyện với anh em, tự trong đầu vừa nói chuyện nhưng mà cũng phải vừa suy nghĩ là cái câu từ tiếp theo là nói cái gì. Giờ nói về chuyên môn xe thì nói quá nhiều rồi,
ha. Bây giờ mình chạy tới 43.000 cây thì anh em theo dõi mình đã lâu thì anh em cũng biết là mình khá là nhiều rồi. À đâu đó lái xe đi, giờ nói sang chủ đề lái xe đó. Thì anh nhiều anh em kêu là anh ơi anh đi đường đông như thế nào, đi vô đường hẹp như thế nào, thế này thế kia, rồi cách né người né xe. Thì về cơ bản là cái cảm giác xe thôi, nói thẳng sự là anh em chạy chuyện mẹ anh em cảm giác xe ha. Đó giống như là mình nhìn nè, đó đằng cái đằng trước của mình là mình đang đi ở xe đường ở dưới, mình đang đi ở dưới rồi đó, đằng cái này đi ở dưới à. Nhưng thật sự là cái nó mình phải hiểu được, canh được đúng lên là này là cái đó, cái xe này nó tự tạt ra là mình phải liếc mắt sang mình lắt ra đèn. Rồi có cái xe hơi đậu đây nè. Đó, rồi mình thấy xe trước là mình lên ra đây, tại vì á ở đây là nét vạch kẻ đường này là nó cho cái nét gọi là đứt đoạn, thì mình có thể hơi lấn lên sang kia một chút để nhiều khi nhường đường cho chiếc xe máy chạy lên hoặc là này kia đấy. Còn về cơ bản thì chia sẻ để mà nói kiểu chuyên môn về xe cộ thì mình nghĩ là mình nói nhiều tầm bậy nhiều quá, nói nhảm nó liên thuyên quá, thì nhiều khi anh em nghe anh em bị rối, anh em nghe không hay đâu. Thôi mình cứ quay những cái lời nói chân thực vậy đi, đơn giản là mình thôi, mình quay chả có diễn gì hết, mình cũng chả có sắp xếp nội dung gì hết, giống như nè vừa cầm máy quay theo bấm cái là quay lái xe thôi đó. Bấm quay lái xe là xong đó, vậy thôi, đơn giản đó, bấm một quay lái xe. Có nhiều anh em có hỏi mình là khi em chạy xe anh em bấm lock cửa kính nè, bấm lock cửa kính thì hai kính ở đằng sau họ khóa rồi, nhưng mà riêng kính phụ ở bên ta dùng kính bên phụ này, bên phụ ở trên nè đó, cái phụ ở trên này cũng là cái khách trên, là tại sao vẫn bấm hạ kính được. Đa số cái dòng xe anh em để ý coi, khi anh em bấm lock kính thì những ghế sau thì ok, thì họ có nít nó hoặc là mình bấm không được, nhưng mà riêng thằng ghế tài xế thì chắc chắn mở được rồi, nhưng mà ghế bên đây cũng mở được luôn nha, ghế bên đây vẫn mở được luôn, vẫn mở cửa được, rồi kể cả em lóc cửa, nhưng mà bên ghế phụ ở trên á thì vẫn mở cửa được và mở kính được luôn, hạ kính được luôn đó, vẫn mở được nha anh em nha. Có nhiều anh em hỏi có bị lỗi gì không đâu, thiết kế vậy đó nhé. Nói chung thiết kế nhiều lắm, nhiều khi bởi vậy khi anh em đi xe anh em cũng phải lựa người ngồi đằng trước, người nào mà họ ít nhoi để không phải là con nít, xong rồi cũng đừng có tay máy tay chân chút, chứ nhiều khi anh em mình cứ để con nít ngồi lên đây, tại vì cái cửa trước đâu có lock được đâu, mình bấm lock đây, nhưng mà thật sự là ở trên vẫn mở được, anh em đi đâu vẫn mở được. Vẫn mở được rồi, ok giờ mình vẽ vô đây đó. Rồi tắt đèn đi, rồi tắt cái đèn đi, anh em nhìn thấy bên trong nội thất xe thế nào, nó hơi tối ha, không thấy được cái vô lăng, không thấy được cái vô lăng nhiều, hơi tối. Thì giờ mình lái xe kiểu trời tối tối này đi, nói chung là anh em cũng chả thấy gì đâu, mình nghĩ anh em không thấy gì mấy ha, thôi o mà. Anh em nhớ thì nhiều khi đi xe thì nó thẳng ra là cứ vô cua hoặc là vô mấy góc cua thì cứ xi nhan thổi hộ cho mình nha. Đây vạch kẻ liền nè, đó. Không biết qua camera như thế, vạch kẻ liền này hạn chế lấn len lấn tuyến nha. Có là công an lượm liền, nhiều khi mình đang quay video này mình lỡ lấn len lấn tuyến cái nhiều anh em lại giờ quay lại cái khúc này, xong rồi quay biển số là kêu mình chạy xe vậy. Bưới lên phạt nguội này chết mình luôn. Rồi nè, chỗ này là phải xi nhan, là vô cua vô đâu phải xi nhan này, có chiếc xe máy đằng trước này đừng có dí nó quá, nó là xe dí quá người ta sợ, xe máy nó sợ. Rồi quan sát đi qua ngã ba ngã tư là quan sát gương trái gương phải, là góc trái góc phải đủ hết chứ. Rồi đằng trước thì có một chiếc xe khách, nó đang chở khách đó, nó đang xe là xe công ty, chở người công ty. Giống như đây mình ở khu vực Long Khánh này có mấy khu công nghiệp á, xe này là chở công nhân về anh em. Đó. Nãy giờ là đi được 35 cây rồi. Đấy. Không mà tính ra mình thích nhất là kiểu về đêm lái xe này anh em này, thích lái xe vào buổi tối kinh khủng luôn á anh em, vui. Có nhiều anh em hỏi là anh lấy vợ chưa, mình chưa nhá, 29 tuổi chưa lấy vợ anh em ơi, độc thân vô tính, và đặc biệt nữa là
tội gì lấy dậy sớm anh em, ở dậy cho vui chứ. Từ từ, công danh sự nghiệp còn té le té lét, chạy xe dịch vụ thì ế lên ế xuống rồi, vợ con gì anh em, chết luôn. Giờ đàn ông anh em mình ai cũng áp lực cơ mà. Nói chung là bây giờ nó thẳng ra thế này, sinh ra thì không thể nào mà nói thẳng là đàn ông anh em mình nhiều, nói thẳng gánh vác rất là nhiều. Thì giờ mình ôm chiếc xe, mình phải kiếm tiền, mình nuôi chiếc xe, rồi anh em trả góp, phải góp chiếc xe, nhưng mình cũng phải nợ ngoài, mình mượn nợ người ta thì mình cũng phải làm để tích góp trả nợ. Mỗi người sẽ có một cái khó riêng, và chung quy đến khi lấy vợ lấy chồng, cái áp lực cơm áo gạo tiền của người đàn ông nặng lắm. Nhiều khi sau này mình có những người bạn á, sau khi lấy vợ lại ít gặp và nói chuyện được hơn, tại vì có vợ có con rồi phải có trách nhiệm, chẳng lẽ lúc nào cũng gặp cà phê nhậu nhẹt. Cái nhất, cái thứ hai là khi đã vợ có vợ rồi, đặc biệt có con rồi thì phải đi cày thôi, cày cuốc kiếm tiền để mà nuôi vợ nuôi con, thì áp lực rồi, thời gian đâu còn nhậu nhẹt, thời gian đâu mà còn cà phê cà pháo với bạn bè. Nói chung là giờ thì nó cuộc sống bây giờ nó có nhiều cái quá, làm cho anh em mình nó áp lực nhiều, nó áp lực cuộc sống nhiều, nó làm cho người đàn ông nó có nhiều cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực. Đâm ra nhiều ông có vợ có con vô là áp lực cơm gạo tiền tiêu cực lắm. Mình thì không phải tiếp người tiêu cực đâu, giờ có nợ thì trả, mà nợ trả không nổi nữa thôi thì mình kiếm hướng khác, chứ không có nói đến tiêu cực đâu. Mình cũng suy nghĩ tích cực lắm, cứ vui lên anh em ơi, mọi chuyện đều sẽ qua, cứ cố gắng anh em. Nợ ví dụ như nhiều ông mà chạy xe mà góp nợ quá chịu không nổi thôi, bán xe hoan hỷ cuộc sống mà, bán để mà lấy vốn trả nợ, trả lái bớt đi, gồng hoài và khổ vợ khổ con đúng không. Nếu cảm giác còn gồng được, có khách thì cứ đam mê chạy xe, còn không thì thôi buông để mà kiếm việc khác. Mình cũng vậy thôi, đơn giản lắm, cảm giác là thấy ổn thì sẽ làm, còn không thì thôi, mình phải tính đủ hướng hết. Nhưng mà chung quy thì nói lại là đàn ông khó, cái khó của đàn ông mà đàn bà sẽ có, đàn bà đây sinh được người con áp lực rồi, tâm lý rồi, đẻ được người con, nhiều khi người phụ nữ cũng sợ chết nhiều lắm. Mình tại sao mình chạy xe nhiều, mình chở khách đi đẻ nhiều, xong rồi mình thấy là đàn nào cũng khó hết. Chung quy là lấy nhau về phải hiểu nhau đúng không, lấy nhau hiểu nhau rồi làm kinh tế chung thì cũng nhau phát triển. Nhưng mà nhiều trường hợp anh em mình đàn ông nhiều khi nó cũng khó, cái có một cái khoảng lặng riêng thôi, áp lực riêng thôi. Giờ mình nói ra thì mình không biết nói sao để cho anh em hiểu, nhưng mà mình nghĩ là đàn ông nó sẽ có một cái gì đó nó áp lực hơn, nặng nề hơn rất là nhiều. Giờ giống như đơn giản từ mình thôi, tại sao mình áp lực ở đây, mình áp lực tạo động lực nhé, mình gây áp lực để mình tạo động lực, chứ mình không có bị tiêu cực. Áp lực để mình phải trả hết tiền nợ xe đi ha, ví dụ vậy. Mình cũng đang nợ thiệt, nợ ngoài mua xe các kiểu rồi. Áp lực để mà xây dựng một cái sự nghiệp ổn định, để mà sau này lo cho vợ lo cho con, hoặc là phải làm kinh tế tốt để mà dẫn người yêu đi ăn chỗ này, đi chơi chỗ này, hoặc là tặng này tặng kia thì nó vẫn sướng hơn cho anh em đúng không. Nhưng mà suy nghĩ tới đó thì suy nghĩ lại là biết khi nào mới ổn định, biết khi nào mới ổn để làm được những việc đó. Xong rồi sau này suy nghĩ là kiếm được một người sẽ cùng đồng hành với mình, mà kiếm được một người cùng đồng hành thì mình nghĩ chắc cũng hơi khó. Nhiều khi cái tuổi mình thì cũng lớn rồi, kiếm một người nhỏ nhỏ tuổi để đồng hành thì nó có thể còn con nít quá. Còn cái tuổi cỡ mình thì đa số cũng lấy chồng hết rồi, để mà hiểu được mình thì nó khó quá, để mà cùng đồng hành và hiểu thì nó cũng lạch quá. Nhưng mà vẫn từ từ sẽ tìm được đúng người thôi, mình cứ bình tĩnh, chả có gì vội vàng. Bây giờ mình đâu có vội vàng tìm người yêu hay là tìm vợ đâu anh em, từ từ chị sẽ đến, sẽ tìm được một người cùng chung chí hướng, cùng đồng hành với mình, thấy được cái khó của mình để được cùng đồng hành mình, xong rồi chia sẻ với mình vậy thôi. Chứ còn về cơ bản giờ lấy nhau rồi bỏ nhau đầy anh em, mà mình thấy đầy. Và tự nhiên đang lái xe tự nhiên nói chuyện hồi chuyển sang hôn nhân rồi gì tiêu cực tích cực rồi, anh em thấy không, mình nó riết rồi, nó điên nó hết rồi. Nhưng mà thôi đàn ông anh em mình ơi, cuộc sống mà, mình cũng là một người giống như anh em, chọc anh em hay chọc mình là idol vậy thôi, chứ thật sự cơm áo gạo tiền cũng đi kiếm những kèo chạy tài,
ngày 400-500 tiền tài rồi kiếm những cuốc xe tích góp lại tiền này kia, nhiều khi cả tuần không có cuốc, không có tiền, phải đi kiếm làm những công việc khác để kiếm tiền. Bởi vậy đâu phải lúc đâu ai hoàn hảo đâu. Anh em xem YouTube, anh em xem mình thì thấy ồ ông này có xe rồi, thoải mái rồi này kia, nhưng mà đâu có ai biết được áp lực sau lưng của mỗi người, đúng không? Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, anh em thấy không? Nên là không biết được cái khó của nhau. Mình quay lên video chúng chỉ là cái hành trình của cuộc đời mình thôi. Còn những cái góc khuất của mình ai đâu dám chia sẻ anh em. Ví dụ như mình đâu dám chia sẻ mấy chuyện riêng tư gì, chia sẻ những cái vui vẻ này kia để cho tạo những cái video tích cực giống như anh em mình vậy thôi. Mình vui vẻ, mình cười nói, tạo những cái video tích cực cho anh em. Còn để mà vui vẻ hơn thì bây giờ phải có tiền, thì mới có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Vậy vậy mình vẫn khuyên những anh em thanh niên bây giờ nên suy nghĩ là kiếm một cái nghề để mình sinh sống, sống ở đâu cũng được. Rồi làm kinh tế ổn ở đây thôi, vừa đủ để lo cho người yêu, để lo cho vợ, cho con, sau này lo cho người yêu được, sau này mới lấy người ta được, mới lo cho vợ cho con được. Bởi vậy cái kinh tế nó làm cái một người đàn ông, một người thanh niên bình thường á, nó mệt lắm, nó là mệt lắm. Ví dụ nhà anh em điều kiện cái đùng cái anh em cưới vợ thì họ có bố mẹ hậu thuẫn, cái đùng cái giống như mình nói thẳng là mình nói riêng mình đây, mình cũng là một con người rất là có chứng kiến luôn. Mình muốn là mình dành dục được một số tiền nào đó, mình trả hết nợ thì mình mới suy nghĩ tới có vợ có con, mình muốn dùng số tiền đó để cưới vợ này kia. Không có được 100% cũng phải được 70% để cưới vợ, thì nói chung là nó áp lực nhiều phía, đúng không anh em? Nên là thôi, áp lực tạo cho mình cái động lực để mình có động lực rồi mình làm kinh tế, kiếm việc làm, kiếm nghề nào đó để kiếm ra những đồng tiền để ổn định cuộc sống. Và khi anh em cảm giác anh em ổn định được rồi, ổn định ở đây mình không nói là hoàn hảo hết, anh em ổn định được công việc rồi, anh em kiếm được đúng người mình thương rồi, thì hai người thấu hiểu với nhau, đồng hành với nhau. Bởi vậy mình nói kiếm được một người đồng hành cùng với từ lúc cái thời cơ hàn nó khó đó. Nên là khi đã kiếm được một người đồng hành cùng rồi, họ chịu khổ cực cùng mình thôi, anh em cưới liền nhá. Còn nếu mà chưa tìm được thì mình vẫn cứ tập trung làm kinh tế, ổn định được cái công việc, ổn định được cái tài chính, và cảm giác mình lo được rồi, hoặc là mình dư dả kinh tế rồi, mình nhắm mình cưới vợ được rồi thì hãy cưới nhá. Còn chưa được, chưa ổn thì cứ từ từ anh em ha, làm kinh tế hộ mình cái. Còn gia đình bạn nào có điều kiện rồi cưới hỏi ok, khỏi lo thì anh em cứ tới thôi. Tại vì nhà có điều kiện rồi thì nó quyết định hạnh phúc của cái gia đình đó lắm. Khi anh em còn trẻ, mình chạy xe hoa nhiều rồi, mình nhiều thấy nhiều bạn trẻ mới 2k mới cưới nhau, thì cơ bản là nhà có điều kiện rồi, nhà cũng ổn định rồi, bắt đầu là bố mẹ thúc cưới, mày cưới đi, đúng không? Mày cưới đi rồi bố mẹ lo cho mọi thứ, đâm ra là mọi thứ đều được sắp đặt hết, nên là cũng không bị áp lực lắm. Nên là đó cũng là một cái lợi thế của những bạn là nhà có điều kiện ổn, thì mình cũng mong vậy thôi. Nhưng mà những anh em bạn bè là không có điều kiện ổn thì mình vẫn trên phương diện cố gắng xây dựng công việc ổn định, cố gắng ăn chơi thì ăn chơi bớt thôi, đừng ăn chơi nhiều, trẻ mà thôi, ăn chơi là già hối hận đó anh em nhá. Nói thẳng không có làm, không có tích lũy, không có tích góp là không được đâu. Đây là mình vẫn khuyên, tại vì mình chạy xe nhiều khi á, mình có mấy cái kèo xe chở mấy hội đi karaoke đêm, rồi đi bay, đi hát, đi hò. Mình thấy giới trẻ giờ nó tha hóa quá. Nên là mình nhìn vào những cái đó để mình chỉ bảo là em út ở nhà, xong rồi khuyên răng những người nào mà thân thiết là thế này thế kia. Chứ còn tuổi trẻ mà ăn chơi là sau này khổ nha anh em. Không có cái vụ mà trẻ không chơi già đổ đốn đâu, nói thẳng vậy đó. Trẻ không chơi già đổ đốn, cái câu đó là nó theo kiểu hiện là trẻ là cứ tập trung làm rồi già rồi thì có tiền rồi bắt đầu đổ đốn này, nhậu nhẹt rồi gái gú này kia anh em, không phải đâu. Cái đó là cái bản năng của con người, cái bản năng, bản tính con người. Nếu một khi cái bản năng, cái bản tính con người mà anh em biết kiềm chế được, anh em thay đổi được thì là anh em là số 1. Còn cái bản năng của anh em nó đã như vậy rồi, kể cả trẻ hay già đều như vậy hết. Cái ông mê gái từ trẻ tới già cũng mê gái, cái ông mà ham làm kinh tế từ trẻ rồi tới già vẫn thích làm kinh tế, kể cả người tuổi người hưu vẫn thích đi đây đi đó kiếm tiền, đúng không? Còn cái ông mà thích cờ bạc rồi, trẻ cờ bạc rồi già cũng chắc chắn cờ bạc. Nên những người nào mà trẻ có chơi những món đó mà có
khả năng là tu trí được và mình thay đổi được để mình làm ăn hoặc là kinh doanh hoặc là làm kinh tế thì mình nể những người đó vô cùng. Còn những người nào mà trẻ không chơi già đổ đốn đều là trẻ đã đổ đốn rồi xong rồi bị ôi ông này bị sao vậy, ông này say rượu hả? Này này chạy này, thôi đạp qua luôn, này này ông say rượu, ông say rượu, thôi đạp qua luôn, ghê quá. Trẻ không chơi già đồ đốn thì trẻ do trẻ cho chơi rồi, già quen nếp rồi bị chơi thôi chứ anh em, hiểu không? Giống như là mình nói thẳng như như mình đi làm, thật sự là mình không có dám tự tin mình gì, nhưng mình dám tự tin là mình là một người khá là ổn, tại vì cũng không có ăn chơi gì nhiều. Mình nói thẳng với anh em chả có thiết là chơi thú vui gì ngoài việc quay video là lái xe là chiêu chiêu cũng đủ anh em tụ tập cà phê nhậu nhẹt thì có nhậu vui vẻ thôi, chứ không phải là gì lớn rồi mà có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với công việc, với lại có trách nhiệm với mọi người chút ha. Rồi vậy thôi, nói chuyện ba lắp ba xàm tự nhiên hồi một đống ra câu chuyện luôn, tự nhiên chơi gái gú hay trai gái rồi công việc sự nghiệp gì tùm lum lai này, nãy giờ anh em mình quay video kể thôi. Về đó nhá, đang chắc về đó nhà để chắc là kiếm ly cà phê uống quá anh em ha. Mới dừng lại mua ly cà phê anh em ạ. Này đấy, mới mua ly cà phê sữa à, ok vậy thôi. Về là một ly cà phê sữa. Đấy, vẫn nhờ có những cái câu chuyện vừa rồi kể với anh em vui thôi. Giờ Tết gần tới rồi anh em ạ. Giờ cứ theo công việc thì chạy xe, thì mong có nhiều kèo, nhiều cuốc xe để mà được đi anh em ha. Chỉ mong vậy thôi, chứ còn chả mong gì hơn. Có kèo, có cuốc thì có tiền. Không kèo, không cuốc thì không tiền người ơi. Anh em thấy buổi tối thì cái góc lái thì mình quay á, mình tắt đèn nhé. Mọi người thấy cái để led nhìn chill ha. Này mình sẽ bật sang đèn khác đây. Mình giảm độ tối được đó nha. À, mình thích tăng độ tối hay độ sáng đều được hết. Đâu ta? Cái đèn led đâu rồi? Thôi không tăng đâu. Đang chạy xe, tập trung chạy xe đây. À, cái chỗ này mà mình chạy cái chạy là cái vật kẻ liền nè, đó mà chạy sang là anh em nói mình liền. Rồi có chiếc xe dần trước thì sao anh em, anh theo anh em bây giờ là cái vật kẻ liền này dám vượt không, dám không, giờ chấp nhận thôi, chẳng lẽ điên sáu nè, liền nè, nó đậu xe ở đây chẳng lẽ điên sáu nè đó. Có nhiều anh kêu, ông kêu trời ơi, ông này lấn lên lấn tuyến rồi giờ nó đậu ở đó luôn, giờ là sao, đậu luôn rồi đó, chưa đi nữa kìa, đậu kìa, chả lẽ mình cứ đứng ở sau. Có nhiều trường hợp lắm anh em ạ. À, nó vô thế chứ ai chả biết là lấn lên lấn tiến là nó sẽ lối này lối kia đúng không, nhiều khi vô thế là phải chấp nhận nè. Đó mình chỉnh màu khác nè, à anh em thấy trong mặt chưa, à chỉnh màu khác nha, đấy quá là ok. Bây giờ lái xe vô thôi, sắp về tới nhà rồi anh em ạ. Trong khi cuộc sống chúng ta đều cơm áo gạo tiền anh em ha, may mắn gặp được người đồng hành cùng với nhau thì đi với nhau từ đầu đến cuối thì trân trọng nhau thì quá vui. Còn nhiều bạn giống mình này, tới giờ vẫn chưa tìm được chân ái của cuộc đời. Giờ chân ái nhất là tiền thôi, chân ái nhất là tiền. Chứ còn bây giờ mà không có tiền là không làm phiền được thiên hạ anh em ạ. Chung quy cuộc sống chúng ta là vậy mà, đồng tiền nó quyết định. Làm bao nhiêu là cũng phải có tiền để chữa bệnh, cũng có phải có tiền để ăn uống, nói chung là mọi thứ đều quyết định bằng tiền. Có tiền mới níu giữ được người yêu, mới có được cái hạnh phúc. Ví dụ như là nhiều khi có người yêu thì ví dụ làm tiền ít thì mình dẫn vợ, dẫn cơ vợ người yêu đi ăn những quán cơ bản, có tiền nhiều thì bắt đầu cho vợ ăn được những quán hàng sang trọng. Có tiền ít thì tặng vợ một bó bông nho nhỏ, hoa sáp bình thường. Có tiền nhiều thì tặng hoa hồng, hoa tươi. Rồi có tiền ít thì dẫn vợ đi du lịch gần gần.
Vũng Tàu này kia đấy, ngắm biển hoàng hôn xong về. Như mình gần Vũng Tàu, gần biển Vũng Tàu, hoặc là có tiền ít thì dẫn vợ đi vòng vòng, đi ngắm biển ăn uống bình thường, có tiền nhiều thì dẫn vợ dẫn người yêu đi những cái địa điểm resort này kia. Ôi xa, nói chung là cứ có tiền thì cuộc sống nó mới ổn được, còn không tiền thì không ổn đâu nha anh em. Biết là cái tiêu chuẩn kiếm tiền mỗi người sẽ khác, người sẽ kiếm một tháng 5-70 triệu, người sẽ kiếm một tháng 7-8 triệu, người sẽ tháng kiếm 15 triệu, thì mình kiếm ở mức nào thì mình tiêu ở mức đó. Chứ còn giờ mà để mà cố gắng kiếm được đồng tiền nhiều thì mình phải có năng lực, mình phải có một cái công việc, phải có người dẫn đường dẫn lối hàng để mà mình phát triển. Còn mình đây là nói thẳng với anh em là mình hiện tại là mình vô cái ngành xe dịch vụ này, mình chỉ có đúng một người bạn, đó chính là bạn Bình của mình, mình hay nói là bạn Bình Idol Carnival đó, chỉ có đúng được một người anh em thân thiết là bạn mình. Hồi trước cũng có chạy rất là lâu rồi, dạo này ít chạy rồi, cũng hay có kèo cho mình chạy. Nói thẳng ra mình không có quen biết được ai mấy, và những người anh em mình cũng chạy thì người ta cũng phải lo chạy kèo của người ta chứ, chẳng hơi đâu người ta đá kèo cho mình đúng không, sợ mất khách chứ. Còn về cơ bản rồi, đến khi mình chạy xe đến thời điểm bây giờ, mình thấy cái nghề dịch vụ nó bạc lắm, nó chỉ là một cái ngành nghề cơ bản thôi. Một cái ông học bằng lái xe bình thường xong mua một chiếc xe cũng ra làm dịch vụ xe được, đơn giản lắm. Dịch vụ xe bây giờ chỉ có từ 16 chỗ hoặc 30 chỗ thì mới ngon. Nhưng cái tầm của mình tiền đâu ra anh em, tầm của mình chỉ như vậy thôi, mua một chiếc xe còn mượn lên mượn xuống để mà gồng thì anh em nghĩ thì thế nào. Mỗi người, bởi vậy cái xuất phát điểm của mỗi người sẽ khác nhau. Xuất phát điểm trong một gia đình ổn kinh tế thì vẫn ok đúng không, vẫn gọi là ổn. Còn xuất phát điểm ở một gia đình bình thường thì mình xuất phát điểm thì bình thường mình phải cố gắng hơn những người bình thường, những người có xuất phát điểm tốt hơn mình phải cố gắng hơn những người đó nữa, tại vì họ đã có những cái điểm xuất phát quá tốt rồi. Mình thì xuất phát điểm mình ở cái mức gọi là bình thường thì mình phải cố gắng để tốt được như họ vậy thôi. Con người luôn luôn là có sự cố gắng anh em ơi. Biết là mình nói những cái video vừa rồi nghề dịch vụ bạc này và kia, nhưng mà thật sự giờ xe tức xe xanh nó ra nhiều thì giờ lỡ ôm vô lăng rồi, ôm một chiếc xe rồi, cố gắng chạy sao cho nó hợp lý để kiếm tiền thôi, nuôi vợ nuôi con nuôi xe, ai chả vậy. Có nhiều khi nói đạp giá nhau mà sống thì thôi, nhiều khi cuộc sống đạp giá nhau thì biết là anh em cùng chết thiệt đấy, nhưng mà nhiều khi khổ quá rồi anh em ơi ha, anh em mình khổ quá rồi phải đạp giá thôi. Ôi đèn nó sáng thế, phải đạp giá để mà chạy có kèo có khách chứ sao chịu nổi. Ông nào cũng lo ngân hàng lo lái hết, chịu không nổi. Bởi vậy nhiều khi bây giờ là chạy xe dịch vụ giờ đúng thiệt, nhiều khi đúng là anh em hay nói cô là dịch vụ vì đam mê, là có đam mê mới chạy chứ bình thường chạy sao được. Nhiều khi bây giờ mình nói thẳng với anh em, mình là một người là nghề hồi xưa học cũng ô tô ra, chẳng lẽ bây giờ mình quay lại mình làm xe ô tô, bán xe ô tô, hoặc là mình xin vào lại ngành ô tô mình làm. Cuộc sống nó không biết trước được điều gì, khi mà một cái ngành nghề này nó có đào thải quá nhiều, mình phải thích nghi với cái sự đào thải, mình phải thay đổi công việc, phải thay đổi hướng thì nó mới phát triển được. Chứ nhiều khi ôm một chiếc xe mà cứ gồng hoài là chịu không nổi anh em ha. Cuộc sống mà, chúng ta cố gắng thôi nha anh em nhé. Kiếm một người, và những cái câu chuyện đấy giờ mình vừa kể với anh em cũng vậy thôi. Kiếm một người vợ, kiếm một người yêu thương, kiếm một người yêu lo cho mình, chăm sóc mình, rồi kiếm được một người cùng đồng hành thì nó rất là quan trọng. Quan trọng nhất là những người cùng đồng hành với mình từ cái thời điểm đầu, thời điểm chưa có gì tới giờ mà vẫn còn ở bên mình thì mình rất là trân trọng, và mình phải yêu quý, yêu thương cái người đó nha. Kể cả bạn nam và bạn nữ, nữ thì phải trân trọng những người bạn nam như vậy, nữ cũng vậy thôi, phải trân trọng. Nam cũng phải trân trọng những bạn nữ cứ đi cùng mình từ thời khó khăn, và nữ thì thấy bạn nam khó khăn cũng cố gắng đồng hành chung, thì nói chung là mọi người ai cũng gặp được những người như vậy thì rất là hạnh phúc luôn. Mình nghĩ những người gặp được như vậy họ sẽ nhanh giàu, họ sẽ nhanh làm kinh tế lắm, ổn lắm. Đồng vợ đồng chồng anh em đi với nhau từ lúc khổ giờ trân trọng nhau lắm, chỉ sợ là đến khi có tiền rồi lại vợ thay đổi chồng thay đổi thôi, chỉ sợ vậy thôi. Nhưng mà thực chất là một con người mà có lý trí không bao giờ sợ thay đổi đâu,
mình cứ có lý trí sao mà ai thay đổi được mình, đúng không? Rồi sắp về tới nhà rồi anh em, lấy là lái xe cũng chủ yếu là lái xe vào buổi tối, quay mấy góc lái xe buổi tối nó hơi chiêu chiêu cho quay cho anh em xem, những anh em đam mê về dòng xe này thôi nhé. Chứ mình đơn giản quay lên nói vậy thôi, cũng chả biết nói gì hơn. Nhiều khi anh em thấy mình nói những cái kiểu này là do cũng kêu mình nói ít thôi đó. Cái kiểu này là anh em hay có anh em bình luận là nói ít thôi đấy, kiểu vậy thôi. Chứ thật thẳng là nói ra để có câu chuyện để cho anh em bàn luận, có nói nhiều khi sai để cho anh em vô anh em bình luận chơi cho vui. Sắp về tới nhà rồi anh em ạ. Anh em, mình đã về tới căn nhà của mình rồi anh em ơi. Ui trời, VP là kéo phanh tay rồi à. Hôm nay nói chung là nôm na cũng kiếm được cuốc xe gần. Kiếm được một cước xe gần. Rồi ok. Trời ơi mấy con chó nó cứ đứng ở trước đầu xe ghê quá. Cán một cái một là chết luôn. Đó. Ok, chiếc Winner V1 của mình kìa. Ok anh em. Đấy, vậy thôi. Cái cà phê này để tủ lạnh thì nó uống. Nhá, để anh vô ăn cơm đó. Rồi. Vậy thôi. Tí nữa mình sẽ dắt chiếc xe ra mình đẩy vô trong nhà. Mình nghe cái mùi gì đây, mùi gì á. Rồi ok xe. Xe Winner vô một của mình giờ vô ăn cơm. Ăn cơm hả ông bà? Ông bà chưa ăn cơm hả? Ăn cơm nha anh em, giờ ông bà mình đang chờ mình đi ăn cơm chung nè. Này ông có bữa cơm tối rồi. Cơm tối nha anh em. Mới ăn cơm xong nha anh em. Ăn cơm xong rồi làm gì vậy? Anh em, ăn cơm xong rồi giờ làm gì? Ăn cơm xong rồi thì cà phê, mua ly cà phê, nãy giờ mua ly cà phê nè. Cái ghế này mình thường hay mang ra ngồi khi lúc chờ khách nè. Đấy. Đi cà phê thôi, ngồi rảnh rỗi ngắm xe nói chuyện chơi. Ê, thôi kia K3 Premium 8 giờ đi cà phê sữa tối. Anh em ở đây không nhìn mình không phải nói gì nhé. Nhiều khi á, đầu tư ra một chiếc xe nè thật sự nó là một, mình xem nó giống như là một phương tiện đi lại để phục vụ công việc của mình, chứ mình không có thần thánh chiếc xe này lên lắm nha anh em. Có nhiều anh em mua chiếc này khen chiếc kia, mua chiếc này chiếc kia, mình không có quan niệm nó. Về cơ bản thì xe, mỗi xe thì nó có một cái mạnh riêng, mình chả quan tâm. Hiện tại giờ nó đang là phục vụ công việc của mình, nó phục vụ mình rất là nhiều. Mình nó có vía chạy xe hoa với mình đó, xe chiếc này là nó có vía chạy xe hoa mình nên mình thích nó lắm, thật sự luôn, rất là có vía chạy xe hoa luôn nha anh em. Nên là mình luôn trân trọng chiếc xe của mình, là chiếc xe đầu tiên mình sở hữu, luôn luôn phải trân trọng nó. Nó giúp mình công việc, nó giúp mình đi lại an toàn hơn mọi thứ, tất cả mọi thứ ha. Và công việc thì vậy thôi, sẽ xe hoa kiếm kèo xe. Nãy giờ đi dọc đường cũng tâm sự trải lòng với anh em một chút thôi, cũng vậy thôi ha. Giờ có thì rảnh rỗi bấm máy quay là quay á. Mình thì dạo này thích quay mấy kiểu đời vậy nè. Không có, mình chả có cái tiêu chuẩn là phải làm idol đâu. Nên là anh em xem video mình không có phải là dạng đi câu view, câu like. Nói bóc cái này, nói bóc cái kia, nói sai sự thật đâu. Mình đang là diễn biến của cuộc sống của mình ha. Đó là, đây là một trong những cái diễn biến bình thường của mình.
nó xảy ra như nào thì mình ghi lại vậy. Thì đấy nhà chạy xe xong được được một cuốc xe rồi thì thôi ghé một ly cà phê ngồi đăng mấy cái video TikTok nè, rồi nghĩ về cuộc đời một chút, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cuộc đời, rồi sắp tới dự định này dự định kia không biết sẽ làm gì. Bởi vậy mình nói thẳng với anh em, mình không có áp lực gì cả. Thật sự là cũng hơi áp lực đi, nhưng mà áp lực tạo thành động lực, động lực có động lực rồi thì mới làm việc được. Cứ có áp lực vô để cho nó có động lực. Đấy, có nhiều anh em hay nói vừa câu có chút nợ vô thì mới có động lực để trả nợ, đúng không? Thì nói chung là ai cũng có cái mục tiêu, ai cũng có một cái tiêu chuẩn của cuộc sống này. Tiêu chuẩn của mình có một công việc ổn định, có gia đình để về, bố mẹ khỏe mạnh, gia đình khỏe mạnh, công việc thuận lợi, đi tới nơi về tới chốn, vạn dặm bình an mọi thứ. Mình thì cũng không có giàu sang quạc gì, cũng thường thường bình thường như anh em thôi, cũng tích góp mua xe chứ đâu phải là đùng một cái là mua liền, đâu phải giàu có đâu anh em. Nên là mình cũng là một người khá là cầu toàn, nên là ai cũng phải cố gắng thôi nha anh em. Rồi ok, hy vọng ngày mai sẽ có kèo xe để quay cho anh em. Thì bây giờ là mình ngồi đây mình uống nước, thì cà phê thì cũng biết nói gì nữa bây giờ, thì video của chỉ có vậy thôi. Rồi ok, nói vậy thôi, cảm ơn tất cả anh em nhé, anh em đã luôn luôn đồng hành với mình và ủng hộ mình và luôn luôn theo dõi những cái hành trình của mình. Cảm ơn anh em đã luôn luôn theo dõi mình, ủng hộ mình, đồng hành với mình trong những video vừa qua. Cũng như mình không biết mình có phải, mình không phải là idol gì ghê gớm đâu, mình cũng giống như anh em thôi, quay video lên được vô tiền, được nhiều anh em yêu quý thích thì mình vậy thôi. Mình đơn giản lắm, mình sống đơn giản lắm nhá, mình thuộc tiếp người đơn giản, không câu like không câu view. Cuộc sống của mình nó diễn ra như thế nào mình quay lại để ghi lại những khoảnh khắc của mình nha anh em nhá. Nói vậy thôi, cảm ơn tất cả anh em nha, giờ ngồi uống cà phê vậy thôi là xong. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã xem video lái xe lúc nãy của mình. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình trong kênh YouTube của mình. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.